tiếp tục chương trình tiêm vaccine cho các đối tượng ưu tiên và lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố thì đã tổ chức tiêm vaccine cho toàn thể các đội sinh viên tình nguyện của trường đang tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Hơn 200 sinh viên trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tham gia công tác phòng chống dịch đã được tiêm mũi đầu vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca việc tiêm vaccine nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng sinh viên tham gia chống dịch. Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cũng cung cấp tập huấn kỹ càng đầy đủ những nguyên tắc, kỹ năng và trang thiết bị phòng hộ cá nhân cho lực lượng sinh viên tình nguyện ra tuyến đầu này. Từ ngày 3 tháng 6 đến 13 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm vaccine cho 11.181 người. Trong số này có hơn 7.200 nhân viên y tế. Trên 1.700 người là ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 các cấp, gần 500 sinh viên và giáo viên hỗ trợ công tác chống dịch.